sớm trở thành quy tắc 80-20 cũ được áp dụng cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là khi liên quan đến công việc. Thật không thoải mái, do tính chất công việc của tôi, điều đó có nghĩa là khu vực nhà nước và tư nhân trong cuộc sống của tôi thường mờ nhạt với nhau và vì vậy tôi đã dành 80% thời gian của mình để chuẩn bị và 20% thời gian của tôi để thực sự làm bất cứ điều gì. Là người thừa kế ngai vàng của Fay, mọi hành động của tôi đều bị theo dõi, mọi tuyên bố của tôi đều được trích dẫn và quay vòng với khả năng sẽ cắn vào mông tôi vào một ngày nào đó hoàn toàn không đúng ngữ cảnh. Chính sự thật này đã khiến tôi cảm thấy cô đơn nhất, bị bó buộc nhất. Khi bạn dành cả cuộc đời để được bảo phải làm gì, làm khi nào và làm như thế nào. Bạn bắt đầu hình thành một chút phức tạp, khi còn nhỏ, tôi thấy ổn với điều này. Tôi không phải là người lớn nên tôi biết gì. Khi còn là một thiếu niên, chắc chắn tôi đã rất khó chịu với tình huống này nhưng sau đó một lần nữa tôi vẫn chưa phải là một người lớn và cho đến khi tôi hoàn toàn biết rằng tôi đúng. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì và có nguy cơ không tôn trọng cha mẹ tôi. Quân chủ của Fay, bây giờ tôi đã 25, điều duy nhất kìm hãm tôi là trở thành một cô gái trẻ, đoan trang, và khiến bố mẹ tôi tự hào. Mặc dù đã dành hơn 8 giờ mỗi ngày trong một phần tư thế kỷ qua để được nâng lên thành một ngày nào đó tiếp quản ngai vàng, tôi vẫn không được phép nói ra suy nghĩ của mình. Ngay cả những điều quan trọng mà tôi nên có tiếng nói như đã qua luật hoặc chính sách bảo vệ động vật liên quan đến việc giáo dục thanh thiếu niên của Fay. Mỗi khi tôi cố gắng phát biểu trong các cuộc họp hội đồng hoặc các cuộc họp báo này, tôi đều bị gián đoạn bởi một người đàn ông lớn tuổi đầu trắng, già nua đầu óc sai lầm, Fay, người ngồi trong hội đồng hoàng gia giống như tổ tiên của họ đã làm trong nhiều thế kỷ. Mặc dù tôi biết công việc này đã được truyền cho tôi qua máu, nhưng tôi không có ấn tượng rằng đây sẽ là một vai diễn dễ dàng. Tổ tiên của tôi đã chiến đấu hết mình vì Fay yêu quý của họ và đã đưa nó đến một đất nước đáng kinh ngạc, thế giới hùng vĩ như ngày nay. Cha mẹ tôi đã làm họ tự hào và với tư cách là thế hệ tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục truyền thống, việc dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu kỹ lưỡng mọi thứ tôi có thể về Fay và sau đó thực hành các bài phát biểu chỉ để giữ im lặng để không ngắt lời người lớn tuổi của tôi là điều khiến người ta tức giận ở cấp độ cốt lõi. Điều gì sẽ xảy ra trong những năm tháng học tập chăm chỉ và hàng giờ đồng hồ mài dũa các kỹ năng người cai trị một ngày trong tương lai của tôi nếu tôi thậm chí không thể sử dụng chúng? Mỗi ngày tôi đều trải qua cùng một trận chiến, cùng một cuộc đấu tranh nội tâm. Tôi sẽ trở thành một người cai trị tốt hay một công chúa, đáng kính và vâng lời, mặc dù Fay có cuộc sống bất tử rất dài. Có giáp ranh giới. Có một truyền thống lâu đời rằng các quân chủ chỉ có thể cai trị tối đa 800 năm trước khi truyền lại quyền lực cho thế hệ tiếp theo. Khi cha mẹ tôi bước sang năm thứ 798 cầm quyền vào năm tới, tôi sẽ được lên ngôi làm quốc vương mới của Fay trước sinh nhật lần thứ 30 của mình. Một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 20.000 năm của dân tộc chúng ta, tôi luôn biết rằng bố mẹ tôi già hơn so với các bố mẹ cùng lứa tuổi của tôi. Nhưng tôi đã sợ hãi nghĩ lại cho đến đầu năm nay khi cả hai nhẹ nhàng chỉ ra rằng tôi sẽ cầm quyền trong vòng chưa đầy 5 năm nữa, một mình nếu đến lúc đó tôi không thể tìm thấy người bạn tâm giao của mình. Mặt khác, những đứa trẻ duy nhất tôi từng ở cùng tuổi đã được cha mẹ tôi chấp thuận và vô số nhân viên trông coi cung điện và đó là những người thuộc hoàng gia nên tôi không có nhiều người để so sánh. Mặt khác, mặc dù vậy, cha mẹ tôi là những người cai trị Fay và có thể hiểu là có lẽ quá bận rộn trong thời đại ngày nay để lo lắng về việc sinh sản, cho đến khi họ nhận ra rằng họ đã gần kết thúc triều đại của mình và vẫn chưa người thừa kế. Thật khó khi là một đứa trẻ độc thân, đặc biệt là một đứa con trong gia đình hoàng gia. Mỗi ngày, tôi phải tăng gấp đôi giá trị riêng của mình. Tôi đã chứng kiến cách mà những người anh em họ của tôi hành động khi họ không có con đường riêng của mình và tôi không bao giờ bị coi là nông cạn và kiêu ngạo đó. Vâng, tôi đã giàu có. Vâng, tôi đã vô cùng quý giá và may mắn. Và vâng, một ngày rất sớm tôi sẽ thống trị Fay. Tuy nhiên, tất cả những lý do này không phải là một cái cớ để trở nên hỗn láo hay lợi dụng hoàn cảnh của tôi. Thực tế là hoàn toàn ngược lại. Đó là vì địa vị của tôi, sự giàu có của tôi, gia đình tôi. Đây là lý do tại sao tôi đã làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó trở thành quân chủ mà Fay cần, một quân chủ hiện đại cho một thế giới hiện đại. Tôi định làm gì, vì vậy, tôi đã ngồi ở đây, giữa một cuộc họp hội đồng kéo dài khác,
có thể là 15 phút ngồi uống trà buổi sáng hơn là lắng nghe những cố vấn già nua này đưa ra ý kiến của họ với nhau trong nhiều giờ liên tục. Mặc dù tôi tôn trọng họ, tôi vẫn mong có thể bầu ra hội đồng của riêng mình khi tôi chính thức đăng quang. Giống như chế độ quân chủ, các thành viên của hội đồng hoàng gia chỉ có thể phục vụ tối đa là 800 năm, điều này thường trùng với thời kỳ trị vì của quân chủ, hôm qua, cha tôi đã yêu cầu. Soon to be the old 80-20th rule applied to basically all aspects of my life, especially when it came to work matters. Unfortunately, due to the nature of my work, it meant that the public and private sectors of my life often blurred together and thus I was left spending 80% of my life preparing and 20% of my time actually doing anything. As the heir to the Fai's throne, every move I made was watched, every statement I was made was quoted and spun around with the potential to bite me on the butt someday totally out of context. It was this fact alone that made me feel the most lonely, the most constrained. When you spend your whole life being told what to do, when to do it and how to do it, you start to form a little bit of a complex. As a child I was fine with this, I wasn't an adult so what did I know? As a teenager, sure I was annoyed at the situation but then again I still wasn't an adult and until I outrightly knew that I was right I wasn't going to say anything and risk disrespecting my parents, the monarchs of Fai. Now that I was 25, the only thing holding me back was being a respectful young lady and making my parents proud. Despite spending over 8 hours a day for the past quarter of a century being raised to one day take over the throne, I was still not allowed to speak my mind, even on important things that I should have a say in, like the passing of animal protection laws or policies regarding the education of Fai's youth. Every time I even attempted to speak up in these council meetings or press conferences I was interrupted by the misogynistic aging white-headed elderly male Fai who sat on the royal council just like their ancestors had done for centuries. Although I knew this job had been handed to me through blood, I was under no impression that this was going to be an easy role. My ancestors had fought hard for their beloved Fai and had made it into the incredible country, the majestic world it was today. My parents had done them proud and as the next generation I was going to continue the tradition. Spending most of my life carefully researching everything I could about Fai and then practicing speeches only to have to keep quiet as to not interrupt my elders was infuriating on a core level. What was the point in the years of hard study and hours upon hours of honing my, one day future ruler, skills if I could not even utilize them? Every day I went through the same battle, the same internal struggle, was I going to be a good ruler or a respectful and obedient princess? Although the Fai had very long, borderline immortal lives, it was a long-standing tradition that the monarchs could only rule for a maximum of 800 years before passing the reins on to the next generation. As my parents were reaching into the 798th year of their ruling next year, I would be crowned as Fai's new monarch before my 30th birthday, something that had never occurred in the 20,000 years of our nation's recorded history. I had always known that my parents were older compared to my peers' parents, but I had scarcely given it a second thought until earlier on this year when they had both gently pointed it out that I would be ruling in less than 5 years, single-handedly if I couldn't find my soul partner by then. On one hand, the only children I had spent time with my age had been approved by my parents and the myriad of staff that looked after the palace and its royal occupants so I didn't have a large scope of people to compare against. On the other hand though, my parents were the rulers of Fai and understandably were probably too busy in this day and age to worry about procreation, well until they realized that they were approaching the end of their reign and still didn't have an heir. It was hard being a single child. Especially one from the royal family. Every day I had to double-check my privilege, I had seen the way my cousins acted when they didn't get their own way and I refused to ever come across as that shallow and arrogant. Yes, I was wealthy. Yes, I was incredibly privileged and fortunate, and yes, one day very soon I was going to rule Fai. Yet all these reasons were not an excuse to be bratty or take advantage of my situation, in fact it was the exact opposite. It was because of my status. My wealth, my family. This was why I worked so hard to one day become the monarch the Fai needed, a modern monarch for a modern world. What was I meant to do? So here I sat, in the middle of yet another lengthy council meeting that could have been a 15-minute catch-up over morning tea rather than listening to these aging councillors inflict their opinions on one another for hours on end. Whilst I respected them, I was looking forward to being able to elect my own council when I was officially crowned. Like the monarchy, members of the royal council could only serve for a maximum of 800 years, which normally coincided with the monarch's reign anyway. Yesterday, my father had already